chào bà con quay lại kênh Cuộc Sống Miền Tây. À, bà con vừa thấy đây là cái con máy trước mặt, đây là con máy gọi là độc đáo nhất miền Tây nè bà con. Cái này là do anh Ba Hoàng. Anh Ba Hoàng hiện tại đang sinh sống ở xã Tân An Hội, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. Đây là cái con máy mà anh chế điều khiển dán trang bằng bơm thủy lực. Bình thường bà con thấy đó là những tài xế người ta ngồi, người ta phải đứng để người ta đạp, thì đối với ảnh thì ảnh ngồi luôn, ảnh điều khiển cái dán trang bằng bơm thủy lực đó bà con, chắc chắn đó, rất là thú vị, gọi là hàng độc đáo á bà con. Hiện tại thì ảnh đang trang đất ở Tân An Hội, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. Có thể con này là con độc nhất vô nhị á bà con. Thì anh cũng đặt cái máy xe ba máy thôi của thằng Yamaha. Do miếng đất này nó nằm ở cặp cái đường kinh, dẫn đến đó là nước rất là nhiều. Xa xa bà con thấy đó là người ta trồng cỏ nuôi bò đó bà con. Bây giờ mà bà con tham quan cái con ba máy của anh Ba Hoàng, gọi là cái con mà gọi là hàng độc đáo nha bà con. Thì Cuộc Sống Miền Tây có từng có dịp giới thiệu đến bà con cụ thể cận cảnh, bây giờ hôm nay mới gặp lại ảnh đang trang đất nha bà con. Quá dữ. Ảnh chạy bánh trái bần. Ở xa xa đó là cái đường huyện á bà con, đường huyện rất là độc đáo thú vị quá ha bà con. Này gọi là bằng phát minh được mênh mông. Trời ghê, quá lẹ bà con. Này mấy kỹ sư Nhật chắc giòn thấy ngán đòn, chơi luôn cái đồ bơm thủy lực. Xong rồi, xong những này rồi bà con, nước mênh mông xong những này.
À, giờ đi theo mà con nó bị chói nắng rồi. Bây giờ anh chế làm sao nữa, cái vụ cái này mà anh phải cho nó nhẹ lại cái nữa. Phải đi xa quá, đi xa thì anh chịu rồi. Nói gọn lại. Tại vì nếu anh đi xa, máy này đi xa là người ta dòm thấy mê luôn á. Ủa biết nè anh ta, cái này hả? Một cái bờ cỏ nè bà con. Xa quá. Bà con vừa xem bên cảnh á, bà con rõ ràng đây là một cái tài kỹ sư chân đất á bà con, nhưng mà rất là hay. Thì nhiều bà con comment lại thì muốn hỏi đặt cái này như thế nào quá bà con, thì bà con cứ để ý lại số comment. Thì Cuộc Sống Miền Tây có dịp sẽ ghi nhận lại và giới thiệu đến bà con. Wow. Đang chạy đánh một đường vòng quá xa. Đã thiệt các bà con. Ảnh điều khiển nhân trang nãy bà con xem cận cảnh cái thùng trang của ảnh đó. Bây giờ mình đi vòng qua. Bỏ đây đi. Đây giữa đây nó có cái mộ ha bà con. Ở đây là cảnh đồng quê. Cảnh rất là đẹp ha bà con. Thì cũng chân thành cảm ơn bà con xem video này. Bà con hãy nhớ đăng ký, like, chia sẻ bà con. Bà con nào muốn chia sẻ về kinh nghiệm làm máy thì có anh Bảo Hoàng đây rất là hay. Bà con nhớ đăng ký, like, chia sẻ với bà con. Chào bà con.